Mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục quan điểm với đề tài mê tín tôn giáo gây ra chiến tranh. Tất cả các tôn giáo đều đã bị thoái hóa thành một thứ lễ nghi mà thôi. Càng ngày càng xa dần ý nghĩa thuở ban đầu. Ngay cả lúc này, khi sư phụ vẫn còn sống, người ta đã tạo cho sư phụ một tôn giáo rồi. Có một người trong những đồng tu Do Thái mà sư phụ vừa nhắc đến. Anh ta có một người vợ rất sùng đạo, tu hành rất siêng năng. Cô ta tham gia vào một nhóm người nghiên cứu về Kinh Thánh để tìm hiểu sâu rộng thêm về Kinh Thánh và sau đó giải thích cho mọi người về giáo lý của chúng ta. Khi một vài vị thầy trong lớp hỏi cô ta thuộc về tôn giáo nào, cô ta nói rằng, Đạo Thanh Hải, quý vị có thể tin được không? Cô ta làm như thế, với tất cả lòng thành và nói rằng, con không thể nói dối. Sư phụ nói với cô rằng, cô không phải nói dối, nhưng sư phụ không phải là tôn giáo của quý vị. Sư phụ chỉ là người thầy của quý vị, dạy cho cô biết rõ tôn giáo của cô hơn, giúp cho cô trở thành một người Do Thái tốt hơn, một người Công giáo tốt hơn, một người Phật tử tốt hơn. Do đó, quý vị có thể vẫn giữ tôn giáo nguyên thủy của mình nếu quý vị là Phật tử. Quý vị nói quý vị là Phật tử, nhưng là Phật tử khai ngộ, rất khác với Phật tử không khai ngộ, chỉ có vậy thôi. Một người Phật tử khai ngộ là Phật tử chính gốc, là một người theo học giáo lý thật sự của Phật, và cũng khai ngộ như Phật. Bởi vì Phật nói rằng, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Một người Phật tử chân chánh là người tìm được Phật tánh bên trong. Còn những Phật tử khác cũng là Phật tử. Họ xưng là Phật tử, chúng ta không cấm cản được điều đó. Nhưng họ chưa tìm được Phật tánh bên trong của họ. Chỉ có vậy thôi. Cho nên, quý vị không cần phải nói rằng sư phụ là tôn giáo của quý vị. Đã có quá nhiều tôn giáo rồi. Chúng ta không muốn làm rắc rối thế giới bằng cách lập thêm một tôn giáo nữa để tránh việc chống đối lẫn nhau. Đây là điều sư phụ e ngại nhất. Nhưng sau khi thế hệ của chúng ta chết đi, chúng ta sẽ không biết được người ta sẽ làm những gì về chúng ta. Có thể họ sẽ xây đền thờ lớn cho sư phụ và để tượng đồng của sư phụ bên trong, một tượng lớn hơn người thật và tự xưng họ là Đạo Thanh Hải. Điều này cũng thật khó nói. Và lại, người chết không nói được. Sau khi chúng ta chết, chúng ta cũng chẳng màng gì. Cho nên nhiều khi sư phụ nghĩ, bất cứ một vị minh sư nào đến thế giới này đều có mặt tốt và mặt xấu. Họ mang đến sự khai ngộ cho con người và sau đó để con người tự nhận biết trí huệ của chính mình. Điều này rất tốt. Nhưng sau khi vị minh sư mất đi, điều không tránh khỏi là giáo lý của vị đó sẽ được để lại. Và người ta sẽ thương mại hóa tất cả những giáo lý còn lại này. Và lập ra một tôn giáo mới. Tôn giáo cũng không sao. Nhưng họ sẽ buôn bán giáo lý, xây những kiến trúc to lớn, nhận tiền cúng dường trên danh nghĩa của vị minh sư. Hình thành mỗi giai cấp để khống trị con người. Điều khiển tư tưởng, đời sống con người. Và dựng lên một vương quốc từ những giáo lý trống rỗng còn sót lại. Mà họ không hiểu gì cả. Rồi dẫn dắt con người đi vào con đường mê tín một cách mù quáng. Và thậm chí còn gây ra những chiến tranh đẫm máu giữa các tôn giáo nữa. Đây là điều đáng buồn cho sự giáng lâm của bất cứ vị minh sư nào. Chúng ta hy vọng những chuyện này sẽ không xảy ra trong tương lai. Chúng ta hy vọng rằng con người sẽ càng ngày càng khai ngộ, càng lúc càng tiến bộ, sẽ không có hiện tượng ảo tưởng của ma quái này nữa. Nhưng cho đến bây giờ, Ma Vương đã rất thành công trong việc bán đứng tất cả giáo lý của một vị minh sư. Cho nên, chúng ta mới có rất nhiều tôn giáo tại thế giới này. Rất nhiều chiến tranh, là chiến tranh tôn giáo. Chẳng hạn như tín đồ Hồi giáo ở Bosnia, chiến tranh đẫm máu ở Ái Nhĩ Lan trong nhiều năm và chiến tranh Iran. Chiến tranh tôn giáo đã khiến cho nguy cơ ở Trung Đông như lửa đổ thêm dầu. Cho đến bây giờ, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn đang tiếp tục chiến tranh.
Một phần của những cuộc chiến này nguyên nhân là do tôn giáo, hoặc là ảnh hưởng của tôn giáo ở phía sau, thường là như vậy. Thật là một điều đáng buồn cho thế giới của chúng ta, phải không? Đúng ra tôn giáo phải đem lại hạnh phúc và an vui cho mọi người trên thế giới. Nhưng sự thật lại trái ngược như vậy đó. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả thưởng thức lời hay ý đẹp. Chúng ta phải phát triển trí huệ tâm linh cùng lúc với những khám phá khoa học. Bằng không, chúng ta sẽ lâm vào nguy cơ bị mất quân bình, cách sống của chúng ta quá nghiêng về một phía. Sự nghèo khó sẽ không bao giờ hiện hữu nếu tất cả mọi người trên thế giới chia sẻ những thứ họ có. Và sau đây là trên đường tu học với đề tài Pháp Quán Âm đã biến đổi tôi. Kính mời quý vị thính giả lắng nghe. Trước khi tu Pháp Môn Quán Âm, tôi đã bỏ hết tất cả năng lực để thỏa mãn cho bằng được những ham muốn của tôi về tiền tài danh vọng. Tôi nắm lấy mọi cơ hội có thể được để quảng cáo cho chính mình hoặc để được nổi hơn người khác, dù chỉ là một lợi ích nhỏ trong công việc hay trong đời sống bên ngoài. Tôi cũng cố gắng lấy lòng những người ở địa vị cao để được nổi bật và đem danh dự về cho tổ tiên dòng họ. Tuy nhiên, hành hạ đầu óc hàng ngày như thế để đeo đuổi sự thành công đã trở thành một gánh nặng trong cuộc đời. Không những vậy, tôi lại còn ham phái nữ. Khi còn trẻ, tôi đã thích nhìn cái đẹp và thường hay chìm đắm trong những chuyện tình tưởng tượng. Đôi khi trí tưởng tượng của tôi trở thành ngông cuồng, điên dại và tôi không thể ngưng lại được. Tôi vẫn biết rằng điều đó là không tốt và nó đã trở thành mối đe dọa đối với hạnh phúc gia đình, nhưng tôi không thể nào bỏ được. Một lần tôi về thăm gia đình, cha mẹ tôi có nói với tôi rằng có một vị sư tên là Thanh Hải, dạy pháp môn vô thượng, có thể giải thoát con người và mang họ lên quả vị thánh nhân. Điều này làm tôi phải ngạc nhiên. Qua ảnh hưởng của cha mẹ tôi từ thuở nhỏ, tôi có đọc một vài quyển kinh Phật giáo và đã có tập các loại khí công. Nhưng tôi chưa hề nghe đến một pháp môn nào có cái tên vô thượng, huống chi là một vị thầy gọi là vô thượng. Với kiến thức hẹp hòi, tôi đã đấu trí với cha mẹ tôi. Dù rằng không tin, không biết chắc chắn, nhưng tôi cũng tò mò và bắt đầu đọc quyển Tức Khắc Khai Ngộ, vì tôi muốn biết Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nói gì trong sách. Khi bắt đầu đọc, tôi không thể nào bỏ xuống, vì giáo lý của Ngài đã bắt đầu làm tôi ngộ ra trong rất nhiều khía cạnh. Sau cùng, tôi đã nhận thức được rằng, dù cho địa vị có cao như thế nào, tiền bạc có nhiều bao nhiêu, sau khi chết, chúng ta cũng chỉ còn là một nắm xương tàn trong mộ. Sau một cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta cũng không thật sự biết mình là ai, tại sao đến đây và rồi sẽ về đâu. Chúng ta bỏ cả một cuộc đời và năng lực vào việc theo đuổi tiền tài, danh vọng, hoặc để được nổi trên các đồng nghiệp. Rồi cuối cùng, khám phá ra rằng chúng ta đã uổng phí cả một đời người cho những việc không tồn tại, hoặc thậm chí không bao giờ hiện hữu. Thật sự, mục đích chính của cuộc đời là để tìm một con đường đưa đến sự vĩnh hằng, để thể nghiệm được thế giới của chân lý thánh thiện và để được giải thoát. Giáo lý của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã làm cho tôi khai ngộ, trí huệ của Ngài đã làm cho tôi vững lòng tin, và tôi quyết định tu Pháp Môn Quán Âm. Nhưng buổi đầu tôi đã do dự vì giới luật chỉ định rằng
Một người phải trừng chay thì mới được thọ pháp. Tôi lo rằng việc ăn chay sẽ gây khó khăn cho tôi trong vấn đề giao thiệp với người khác, và làm cho tôi mất nhiều cơ hội có tiền và địa vị cao. Vì vậy, quý bạn có thể tưởng tượng là tôi phải phấn đấu như thế nào. Tuy nhiên, sự dằn vặt trong tôi ngày càng thuyên giảm. Sau cùng thì tôi cũng đã quyết định ăn chay suốt đời và tu pháp Quán Âm. Từ khi thọ pháp môn Quán Âm, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Một nhân vật khao khát tiền tài danh lợi đã biến mất. Ước vọng quảng cáo chính mình và được vượt lên hết trên mọi người cũng không còn nữa. Mới đầu, những đổi thay này đã làm cho tôi rất ngạc nhiên. Lực lượng nào đã biến đổi tôi như vậy? Những cải biến tính tình tuy đột ngột nhưng rất tự nhiên. Bây giờ tôi đã biết được rằng đó là nhờ lực lượng của sư phụ và tình thương của Thượng Đế. Chỉ có qua việc tu pháp môn Quán Âm và câu thông với lực lượng vạn năng của Thượng Đế, những tánh tình nhu nhược và những thói quen tật xấu của chúng ta mới có thể được cải biến một cách tốt đẹp. Quan trọng hơn nữa, pháp môn Quán Âm còn có thể giải thoát chúng ta ra khỏi vòng sanh tử và cho chúng ta trí huệ tột cùng. Không cái gì, dù là danh vọng, giàu sang hay người khác phái, có thể thay thế được cảm giác mãn nguyện, hoan hỷ và niềm tĩnh lặng có được qua pháp thiền Quán Âm. Phần thưởng lớn nhất mà tôi có được trong đời là biết Thanh Hải Vô Thượng Sư và tu pháp Quán Âm. Cuộc đời tôi bây giờ tràn đầy ý nghĩa, thay vì uổng phí. Có một thành ngữ nói rằng, ta có thể thay sông đổi núi, nhưng không thể thay đổi được lòng người. Nhưng tu pháp môn Quán Âm, chúng ta có thể cải biến được tính nết của mình. Hơn nữa, qua pháp môn này, chúng ta còn có thể đạt được khai ngộ và giải thoát ra khỏi vòng sanh tử, một kho tàng không bao giờ hết.